You're okay. Yeah. Yes. Any questions? Well, what do you have, man? It all depends on your income. And if your income is a little higher, you only can get Medicare. Okay? So, but do you have a plan to cover the 20% that Medicare doesn't cover? Or you have a supplement plan? What plan? I don't know, because I thought that I could begin on UnitedHealth, but I understand from when they were doing my research that what I had was... If you have a card, I can definitely tell you what you have. Oh, that does, I don't think it includes. Yeah, no. This is the plan too. You're paying $86 for this plan a month. Okay. Now, I'll tell you what. There's better plans out there. If you want to take a look, I can definitely come and talk to you and show you. I don't think and they say, oh, it's not approved yet. And then he's been back and forth trying to resolve that. And then they say, you have to pay cash first and we'll pay. I'll tell you this. That's not how it works. Okay? That's not how it works, because you have full Medicaid and Medicare. You go into any doctor office, if they don't take the insurance, they should not treat you. Right. And if they take it, they better cover it. I've run into a lot of doctors like that, and I go there and I tell them, if you even ask for one penny from this client, okay, and you don't resolve with the insurance company, you eat it up. Because if you take even one penny from this client, I will report you. They are not allowed to do that. Okay? Because if they don't take it, they should not service you, okay? And a lot of you here, a lot of my clients here know that if you run into any of those situations, you call me, and I will go there and handle those situations. And I have with a lot of dentists or doctors, okay? A lot of people here, I recommend them to go to Complete Dental right down the street. You can actually walk there because it's right next to here, and they know. They know how to handle it. And when there's a problem with a client, they call me right away. So this gentleman might not know me from last year when I came here. I've taken care of a lot of people in here with the back end, okay? And be able to resolve. But you have to understand, a lot of times some of these doctors do that because they think you don't know better, okay? You have full Medicaid and Medicare, you pay for zero. The minute they ask you to pay cash, that's a red flag. You don't do that. Yeah, they don't do. They can't do that. And if you know a doctor that's doing that, tell me. I will go there and handle that situation for you. Because I've done a lot of that for a lot of my clients. Because they take advantage of you. Okay? Now let me say that in Vietnamese. Xin mời bác. Hồi nãy bác này có nói với Bảo đó là bác dùng cái thẻ United Healthcare. Tôi tên Hòa. Bác Hòa. Bác đi tới đó thì họ nói họ nhận. Cuối cùng họ nói họ không nhận thì hồi nãy mấy bác biết có nghe hay không, mà rồi họ kêu trả tiền mặt trước đi, rồi chừng nào bên bảo hiểm nó approve rồi đó thì mới họ mới trả lại tiền. Không bao giờ, ok, nếu mà mình đã có full Medicaid với Medicare rồi đó, mình không bao giờ trả cắt nào nha. Mà nếu mà chỗ đó mà họ nói họ nhận, họ nhổ răng cho mình rồi họ kêu mình trả tiền mặt đó, cái đó không có đúng nha. Mà nếu mà bất cứ mấy bác mà biết chỗ nào mà như vậy đó, gọi cho con sẽ tới con giải quyết mấy cái vấn đề đó cho, chứ con không có thể để mà họ lợi dụng mình như vậy hết á. Tại con cũng đã tới nhiều chỗ bác sĩ, nhiều chỗ nha sĩ để giải quyết mấy cái chuyện đó, xong rồi họ nói ô ok được rồi, không có tính gì hết đó, nên vậy đừng có để họ lợi dụng mình như vậy, tại họ nghĩ là mình không biết đó, chứ không phải là hãng bảo hiểm. Hãng bảo hiểm nó đã viết xuống ở trên mấy cuốn sách này thì nó bao như vậy thôi. Ok? Cái chỗ bác sĩ không lấy thì không có thể khám bình thường.
cái chỗ nha sĩ không lấy thì không có khám mình được, mà họ đã nhận rồi đó, họ không có thể nói là không có approve. Ok, nên vậy mấy bác phải nhớ đó, có mấy cái tình trạng đó cho con biết. Tại ở đây có nhiều bác vô chương trình này lúc đầu mấy cái bill họ mấy con tới con giải quyết hết luôn rồi. Ok, nên vậy đó, bác có mấy vấn đề đó bác cho con biết. Tại vì mấy bác ở đây nhiều bác biết con đã tới con giúp từng mấy cái vấn đề đó, nhưng mà đừng có để cái chỗ đó mà họ làm như vậy. À, thưa chú Bảo, là ngày sau đó chúng tôi có cùng lên hãng bảo hiểm, thì ngày hôm qua chúng tôi nhận được một lá thư của hãng bảo hiểm báo cho chúng tôi biết rằng cái cơ sở của bác sĩ Quỳnh Đào đó là không phải là member của hãng bảo hiểm đó. Thì như vậy ý ngày hôm nay tôi muốn nêu lên đó là để cơ Bảo hướng dẫn cho bà con biết đó là làm thế nào để giúp bà con biết được rằng hãng cơ sở bác sĩ nào là cơ sở là member của cái okay. cái hãng bảo hiểm này. Okay. So he said that after everything, he called the insurance company and turns out that dentist place is not even in the network. Okay, so that proves to you that they knew that, but they still service him. They had to eat that up. Okay, so he's asking me how can I help you guys. Anytime that I write you up in any of these plans, I let you know, I would recommend you to go to this dentist. I check to make sure all your doctors are in the network, so you will never run into that problem if I'm the person taking care of this for you. And you have to understand, I come back here, you know, 3-4 days a week. That's why a lot of you guys know me. It's because I handle all the back end. I take care of it. If you have a bill you don't understand, I take care of it. If there's a discrepancy with a doctor, I'll go there and I'll handle it for you. Okay? Tiếng Việt thì chủ yếu là tại bác nói là chỗ nhà sĩ cuối cùng là tại bảo hiểm nói là không phải trong cái network. Nhưng mà nếu không trong network thì họ không có quyền, họ đi nhổ răng mình rồi họ nói gì trả tiền mặt. Vậy là họ cố ý. Họ biết họ không, chứ bây giờ chỉ cần vô cái system là họ biết mà. Mà hay là nếu không họ gọi điện thoại cứu là họ biết coi họ có nhận mình hay không. Thì cái chỗ nha sĩ này Bảo không biết chỗ đó chỗ nào, nhưng họ làm gì là sai. Mà bây giờ đó Bảo có thể bỏ tới bỏ cự họ luôn. Nếu mà bác muốn, Bảo sẽ tới bỏ cự họ. Tại vì nếu mà không có trong network mà không có thể nhận được á, tại sao đi khám mình để làm gì? Cái này là một hành động gạt của cơ sở. Nói thật sự đó, yeah. Ở đây đó, nhiều bác sĩ Việt Nam đụng Bảo rồi. Bảo không có nói tên thôi. Nhưng mà Bảo tới đó là Bảo nói thẳng với họ luôn. Mà sau khi Bảo đi nói họ đó, là nếu mà họ tiếp tục làm như vậy đó, Bảo sẽ thưa kiện họ và nói thôi rồi, và họ nói quên đi, coi như là không có gì nữa. Nhưng mà Bảo cảnh cáo họ, nếu mà Bảo thấy mấy cái chuyện này xảy ra nữa đó, thì Bảo sẽ thưa họ. Mà cũng có một số bác sĩ ở đây họ là như vậy, nha sĩ cũng vậy. Đó nên vậy đó, ai mà vô mấy chương trình này đó, Bảo cho họ biết nên đi chỗ nào, là Bảo quen, Bảo tin tưởng, Bảo có cho biết luôn. Ok, có một chỗ ngay kế bên đây nè, Complete Dental đó, là Bảo đưa rất nhiều khách tới đó. Tại vì thứ nhất nó gần ở đây, thứ nhì là Bảo tin tưởng họ mà họ đã trị, họ đã cho khám biết bao nhiêu người cho khách Bảo rồi. Mà nhiều khi khách Bảo đưa tới gì mà trở ngại đó, họ gọi Bảo liền. Ok, I recommend a lot of people to Complete Dental right here, especially with the United Healthcare plan. It's right next to Popeyes, right where the flag store is. On the second floor, you guys know where that is? Right? Complete Dental. I go there. You go there, and they've always taken care of you, right? So I send a lot of my customers there, and when there's a problem with anything, they call me right away. So that's what he was questioning, am I able to do that? Help? Yes. I know which dentist, I know which doctor, so any of you guys need help on that, that's what I'm here for. I'm not here to sign you up for one plan or another, I'm here to help you. Every time there's a problem with a bill, every time there's a question that you may have, you know, I'm here to help you with all that. If you want to, you know, get a hearing aid, I will help you order it. I've helped people get free phone with their own Medicaid, you know, so that's what I'm here for. Okay? Questions? Yeah, Mr. Hong, I talked about eyes doctor.
Yeah, same thing. If they're not in the network, they shouldn't be you know, seeing you. Nếu mà mấy bác sĩ đó họ không nhận thì họ không nên khám mình. Họ khám mình thì họ nói họ nhận bảo hiểm rồi. Cái quan trọng nhất là ở đây đó là những người mà đã có full Medicaid rồi thì không có nên trả một cách nào hết. Mà nhiều bác sĩ ở đây đó họ vừa lấy bên Medicaid vừa lấy tiền mặt mình. Con gặp nhiều lắm mà. Ok, Medicaid họ lấy sau lưng rồi họ còn lấy tiền mặt của khách nữa. Tình ra cái ngày hôm nay question đến Bảo á là để nói với bà con mình ở đây luôn. Càng trí thức bao nhiêu càng gạt bà con bấy nhiêu. Và bản thân chúng tôi đã từng luật sư gạt, và ngày hôm nay chúng tôi bị hai bác sĩ gạt, bác sĩ mắt và bác sĩ răng gạt cho chúng tôi. Nhưng điều những cái chuyện như Bảo vừa nói đó, rằng là gì, chúng tôi rất là bực bội khi mà chúng tôi gọi lên đi sô răng của United này đó, thì chờ rất là lâu. Mấy cái vấn đề đó chúng tôi cho con giúp cho chú chờ. Tại ở đây con có giúp rất là nhiều bác về. Là vì mình nghĩ là hồi xưa nếu mà mình chưa có AB á, mình đi nhổ răng 80 đồng bạc nó trả cho mình. Mà tại bây giờ mình nhổ, nó tính mình 300 mấy, nó nói trả tiền mặt chỉ có trăm mà đã nhổ xong xuôi rồi. Khi mình ra mình phải chịu trả tiền cho nó. Dạ. Đó, tại vì giống như con nói đó, bây giờ bác biết con rồi. Mấy cái tình trạng đó đưa cho con sẽ giúp cho. Tại người đây biết đó, trong cộng đồng con giúp nhiều lắm bác. Ok. Dạ. Thay mặt bà con ở đây cũng thành thật cảm ơn Bảo rất nhiều về sự giúp đỡ của Bảo. Chứ hiện giờ tôi mới đi bác sĩ, tôi về tôi cũng đang bực bội cái chuyện mà họ lại đặt cái vấn đề là bây giờ cứ trả cho họ 850 đi rồi sau đó tôi bỏ tôi về đây. Tôi rất là bực bội và tôi nghĩ là hãng bảo hiểm lại làm khác những gì benefit của trong đó. Dạ. Yes. Không bao giờ làm khác, chỉ yeah. Những bác sĩ họ làm như vậy thôi. Thành ra cái này là bên Bảo cũng cần nên nói như cho họ biết. So I want to reiterate one point is that whatever plan you guys sign in, if they say that's the benefits they cover, that's the benefits they cover. Is the doctor that come back and I may say otherwise, but the insurance company once they put it in writing, that's exactly what they cover. So don't think that it's insurance fault. It's usually the doctor that's doing things that they're not supposed to. And I'm here to protect you guys on that. So if I sign you up for any plan, I'm going to be here to handle anything that goes wrong, any bill that comes in that you don't understand. And I'll tell you what, during October to December, you're going to have that much mail that tell you, you need to go in this program, you need to go into that. And they're gonna have people calling you. And be careful, when people call you, all you have to do is say yes, and they sign you up to something else. When they call you, say, I have an agent. Then don't hang up. Okay, just say, I have an agent. Or just say, give me your number. My agent will call you back. Okay, I've had some people give the number, I call back, I say, first thing, who are you? And why are you calling my customer? And they were saying, sorry, because they're not allowed to. With certain Medicare plans, they're not allowed to call the client. They're not allowed. But see, you guys don't know that. So you're not going to report them. But then when I see some numbers, I call them back. I say, I will report you if you keep calling my customer. So that's why I tell my clients all the time, if they call you, don't say yes. Just say, I have an agent. Or, you know, take their number, let me call them and see what they want. It may be something important, may not. A lot of times they know you don't speak English that fluent. And even if you do, you don't even know what they're talking about. So be very careful, okay? And you're gonna have a lot of mail, they scare you. They say, you need to change or else. Don't pay attention to that. Call me and I'll let you know, because I'm a broker. I have every company, I know what the changes are. Okay, on every plan, every year, I have over 50 agents working for me. Okay, so I'm here to help you, and I'm here to make sure they don't take advantage of you. Okay, Bảo dịch ra tiếng Việt. Thì Bảo nói đó, nhiều khi trong tháng 10 đến tháng 12 đó, họ gửi thơ từ nhiều lắm. Nhiều lúc họ gọi trên điện thoại, họ nói ô phải cần khám này, phải cần này kia. Rồi mình nói yes, cái họ đưa mình vô cái chương trình nào đó.
nếu có ai gọi mà nói mấy vấn đề đó, chỉ cần nói là tôi có agent, ok, I have an agent, chỉ nói vậy thôi đó, rồi họ sẽ không có phiền nữa. Mà nếu họ nói nữa thì ok, give me your number, lấy cái số của họ, Bảo sẽ gọi họ lại, họ coi họ muốn cái gì. Tại vì nhiều khi mình chơi điện thoại mình không hiểu, không mình nói yes cái hỏi, nhiều khi mình nói what's your name, is this your name, the minute you say yes, boom, they record that, that's your voice agreeing to change the plan. Mình nói yes một cái nó lấy cái đó, nó nói ồ, đã đồng ý, đã vô cái chương trình. So be very very careful. When somebody calls you don't know, just say no. Yeah. The minute they ask, is your name Mr. Kim? Yes. Okay, that's all they need. That's all they need. And then they sign you up into another company. Okay. Last day, couple times, same phone number, same man, he called me couple times. So I'm mad. Who are you? Got it. Get out of here. Okay, you can do that. But see, that's you. But some people, when they just ask, is your name so and so? And then you say, yes. Okay? And that's all they need. So I told him, get out of here. Got yourself. Oh my God. Now, I don't suggest you all to do that, but it's up to you. But just be very careful. My dog, some of them, they're not allowed to call you, okay? Because they protect the seniors, CMS protects all of you. But that's what you say. If you don't want to say what you say, just say, I have an agent, no thank you. Or give me your number, my agent will call you. See what they say. If they say, no, I don't, can't give you my number, then you know. That's, they're just there to scam you, okay? So be very careful. If they ask if that's your name, just say, who is this? I don't want to talk to you. Call my agent. And you give them my number, I guarantee you 100% they won't call me. Okay? Because they know that if you say the word, even if you don't have my my number, if you don't have an agent, the minute you say, I have an agent, they hang up. Because they know that you know. Okay? The minute they say, I have an agent, talk to my agent, then they know. So that's your defense if any of these people call you. And when you have mail that say, if you don't change, this is that and that's gonna happen, let me see it. I'll explain it to you, okay? Because you know we need to protect you guys from that. Questions? Yes? Okay, she said that she doesn't have Medicaid, she only has Medicare, and she said if later on she gets really sick, is there anything to help her? The answer to that is, you can get into a program that helps with certain things, but just because you are more sick than before, doesn't mean you're going to get Medicaid. Medicaid is based on your income and your circumstances. Even if you say, hey, you know what? I don't have income, I have little income, but then you have somebody to take care of you, family take care of you, they won't give it to you. Okay? Thì now I'll translate to Vietnamese. Trả lời cho bác á, bây giờ đó, Medicaid á, nó chỉ cho theo cái tiền lương của mình thôi. Rồi cái tình trạng của mình coi có ai lo cho mình, con cái rồi này kia, nó nên tính theo mấy cái đó. Dù mình bệnh nặng cỡ nào cũng vậy hết á, nếu mà cái tiền lương của mình như vậy, mà cái điều kiện mình như vậy đó, thì nó không có thay đổi bác. Nhưng mà con có thể giúp bác vô cái chương trình, thí dụ bác nói bác cần cái này hay cần cái kia, con kiếm cái chương trình nào mà nó có những cái benefit đó, con sẽ giới thiệu cho bác. Dạ, nó cũng công nhận bác là disability mà nó không cho Medicaid. Thì disability đó là, okay, she says she has disability, how come she doesn't have Medicaid? This is how disability work. When you are this, you have some kind of sickness or you have some disability, you have to have it for 2 years. Before they give you disability Medicare, okay? So she's had that for 2 years, so she has disability Medicare. But she won't get Medicaid because of her income, okay? So that the disability Medicare has nothing to do with Medicaid. Disability Medicare is
is just, it's totally different. Medicaid is based on your income and hard, they call it hardship. Còn những cái điều kiện mà mình cần giúp á, thì Medicaid nó mới cho. Mà giúp là giúp, nó nhìn theo cái tiền lương của mình. Còn disability đó, Medicare là khác. Remember, Medicare is federal, Medicaid is state. Okay? All these plans here are private. Okay? So I everything Medicare as you know, federal go first, then state. And then all the private insurance that takes care of the state and the federal. Okay? Rồi bác có câu hỏi gì? Dạ. Nó cho thêm quyền lợi. Năm nay anh Tâm có chương trình cho thêm quyền lợi thì dạ được rồi, thì đầu tháng 1 mới bắt đầu nhưng mà phải ghi danh vô. Thì nếu bác muốn thì lát nữa con sẽ giúp bác ghi danh. Ok, con sẽ trở lại con giúp từng người à, tại vì mấy cái đó thì con nói chuyện riêng. Thì con sẽ giúp từng người, thì lát đưa cho con số điện thoại. Rồi cho con biết là cần giúp về cái gì đó. Chỉ cần nói cái gì an tâm là con hiểu rồi. Thì con sẽ trở lại con giúp từng người để ghi danh vô mấy cái chương trình đó. Rồi con giải thích từng người về mấy cái đó. Dạ không, thì mình phải ghi danh mình mới hưởng được. Chương trình thì họ mở vậy chứ chừng nào mà mình ghi danh mình mới có. Ok, so she says she has Anthem. And she said, and I told you guys earlier that Anthem has a special needs program just like the UnitedHealthcare that you guys have. So she say, how is she gonna get it? I say, the only way is I come back and I enroll her in there. Then she gets it. So a lot of the people here, I know you have different questions about the different plans. Everybody has different status. So if you want, you know, later we'll pass out the sheet of paper. Give me your number and then I will call. I come back and help each one of you one-on-one. It's because, you know, there are things I'm going to discuss with you that I don't want everybody to hear, nor you want anybody to hear. So I will come back and help. I mean, just like your situation, you're in the program, it's a good one, but I have some better ones that I know that maybe can help you better. Does that make sense? Yes. So I will definitely come back one-on-one. We can meet here or, you know, up at your place, whatever it is. But, you know, I come here a lot. Everybody sees me here all the time. It's because, why? I help a lot of people because they have a bill they don't understand. You know, they have a situation or something. I always take care of the back end. I want to make sure that, you know, nobody takes advantage of me. Okay? That's why you see me here so much. Okay? And Jolene, you're new, so you don't know me yet, but you're going to get sick of seeing me, okay? So, you know, along with just doing Medicare for you guys, you know, I do parties, I do other stuff, because I'm here to help you. I'm not here to enroll in you into a plan or anything. I'm actually here to help you and make sure nobody takes advantage of you. Okay? Questions? Cô có đủ hết rồi. Cô có đầy đủ rồi. Dạ dạ. Questions? Any other questions? You have questions for me, you chime in the number so you can contact me. Yeah. You guys got everything on this? Yeah, I got everything. Y'all don't have no questions? He's the expert at this. If you guys have any questions, put your name on here. I don't want